Nhai cây này hàng ngày đỡ tốn tiền triệu mua thuốc, đó là tiêu đề của cái video này. Mà vì sao Hải lại để cái tiêu đề như vậy? Không phải Hải để cái tiêu đề để giật hot giật gân đâu, mà nó là sự thật. Đây là một cái loại cây mà Hải đã chia sẻ rất nhiều lần cho quý quá chị mình rồi. Nó có thể hỗ trợ điều trị những cái bệnh mãn tính, mà bệnh mãn tính thì chúng ta nếu sử dụng thuốc tây thì nó không tốt. Ở cho những cái có những cái ưu điểm và nhược điểm của nó, thì như vậy thì chúng ta sử dụng thuốc nam. Và thuốc nam thì cây này chúng ta có thể đem về nhà trồng, trồng và mỗi ngày chúng ta có thể bẻ vài lá nhai, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta về bệnh huyết áp cao và tiểu đường rất tốt. Ngoài ra khi chúng ta nhai cái loại lá này hàng ngày thì cái bệnh hỗ trợ điều trị bệnh phong thấp, tê bì chân tay, đau lưng mỏi gối cho chúng ta rất là tuyệt vời. Loại cây này nó là như vậy. Với những chị em phụ nữ mà bị khí hư bạch đới gọi là huyết trắng á, thì chúng ta có thể nhai cái lá này, hoặc chúng ta có thể lấy rễ của nó nấu nước uống, thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta về vấn đề huyết trắng. Ai bị viêm đường tiết niệu, tiểu buốt, tiểu dắt thì có thể sử dụng cây này. Bởi vì loại cây này cũng nó có tính là vị đắng và tính mát, cho nên là nó làm cho cơ thể chúng ta mát mẻ trở lại. Do cơ thể chúng ta nóng cho nên là mới tiểu buốt, tiểu dắt rồi. Và loại cây này nó còn có thể hỗ trợ cho chúng ta về vấn đề là bị sưng bầm tím do ngã té ngã hay cái gì đó, chúng ta có thể giả nó đắp vào thì nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta rất là lẹ luôn. Bởi vậy Hải nói nhai cây này hàng ngày đỡ tốn tiền triệu để mua thuốc. Và bây giờ Phan Hải xin mời quý cô bác chị mình cùng Phan Hải đi tham khảo cái loại cây này. Thì đây cô bác chị, cô bác chị thấy cái màu hoa nó tím không, đẹp không cô bác chị mình ha? Người ta cũng hay trồng trồng cây cảnh đó. Đó thì cây này khi mà chúng ta trồng một lần thì nó sẽ lên cây con rất là nhiều, chỉ trồng một lần thôi và chúng ta xài cả đời. Nếu ai bị cao huyết áp hoặc tiểu đường thì hỗ sử dụng cây này để hỗ trợ điều trị ha. Đây là cây đuôi chuột hoặc là cây roi ngựa, nó thuộc họ cỏ roi ngựa, người ta còn hay gọi nó là cây mạch lạc hoặc là cây đuôi lương, cỏ đuôi lương đó, cái đuôi nó nè đó. Cái và hoa này, cây này hình như là theo hay biết nó có hai loại, một là loại màu tím nhạt hay là tím đậm như thế này, còn có một loại dạng dây, ở đây là dạng cây nè đó, một loại dạng dây hoa màu trắng là chúng ta không sử dụng ha. Lá nó cũng gần giống như vậy nhưng chúng ta không sử dụng nó bởi vì nó không có tác dụng. Rồi khi mà chúng ta muốn sử dụng cái cây này, mình nói của bán chị mình nè, không có thì đi tìm mua, đi mua mấy chục ngàn cây rồi chúng ta đem về trồng sử dụng ha. Đó chứ còn đi tìm thì đôi khi ở những thành phố hay là những cái huyện cái tỉnh không có, thì chúng ta đôi khi chúng ta đi tìm cũng rất là cực đó. Thì chúng ta mua đi cho nó gọn và nó nhanh, rồi mua về trồng như Hải nè đó. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tốt khi mà chúng ta bị cao huyết áp hoặc bị tiểu đường. Nếu chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta sẽ bị tim mạch, tim mạch trong đó cao huyết áp ha. Thì chúng ta sử dụng cái cây mạch lạc hoặc gọi là cây đuôi chuột hay roi ngựa này như thế nào, thì sáng ra chúng ta súc miệng rửa mặt xong, lá như thế này chúng ta bẻ từ 3 đến 5 lá ha. 3 đến 5 lá ha. Đó cây đuôi chuột hoặc roi ngựa này rửa sạch đi rồi chúng ta nhai nuốt nước bỏ bã. Rồi đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta có thể nấu uống ha, lấy 40g cái lá và cái thân. Bữa giờ cũng rất nhiều các bạn chị hỏi cái này là nấu uống được hay không. Rồi hôm nay hãy chia sẻ trực tiếp cho cô bác chị mình ha. Khi mà chúng ta muốn nấu uống thì lấy cho Hải 40g. Đó, đổ cho Hải 2 lít nước, nấu sắc lại cho Hải còn 1,5 lít nước. 40g lá và thân tươi, còn nếu khô thì 15-20g. Bỏ vào nồi, đổ 2 lít nước, nấu sắc lại còn 1,5 lít, chia đều để uống trong ngày. Lưu ý, tính vị của nó là vị đắng và tính mát, cho nên là phụ nữ có thai không sử dụng. Người bị tùy vị hư hàn, có nghĩa là bị hay bị người hay bị tiêu chảy, lạnh bụng, khó tiêu á, thì cũng không được uống ha. Còn người bị thấp huyết áp cũng không được uống ha, bởi vì cây này nó trị cao huyết áp đó, cho nên là những người bị thấp huyết áp là không có sử dụng được. Rồi khi mà chúng ta bị mụn nhọt hoặc viêm da có mủ thì chúng ta sử dụng cây đuôi chuột này như thế nào? Đơn giản lắm, cô bác chị mình lấy cho Hải đó là khoảng 90g đến 100g, rồi rửa sạch đi, giã nát đắp vào cái chỗ mà chúng ta bị mụn nhọt hoặc là viêm da có mủ. Rồi khi mà chúng ta bị viêm họng thì chúng ta nhai cái này từ từ, cứ mỗi lần nhai là lấy 2-3 lá hoặc 3-4 lá nhai và nuốt nước từ từ, thì nó cũng sẽ trị viêm họng chúng ta. Ngoài ra chúng ta có thể lấy 3-4 lá đó đến 5 lá
thì chúng ta giã nát, vắt lấy nước ha, cho thêm một ít miếng nước vào và chúng ta vắt lấy nước một ít nước thôi đó, và chúng ta sẽ ngậm và nuốt từ 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 thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là tuyệt vời. Ngoài ra khi mà chúng ta bị bầm tím ha, sưng đau ha, chúng ta cũng có thể lấy đọt và lá của cây đu chuột này, chúng ta giã nát xong chúng ta cố định vào cái chỗ mà chúng ta bị bệnh đó, cố định vào bằng băng gạc ha, cố định vào đó, cứ 3-4 tiếng lấy ra, xong đó, chúng ta nghỉ 2-3 tiếng xong chúng ta lấy cái khác đắp vào tiếp thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta vì sưng đau do chấn thương rất là tuyệt vời đó. Còn khí hư bạch đới thì chúng ta có thể là lấy cho Hải á, là 40g cái cây đuôi chuột khô, 1kg nó có 1000g, một lạng nó có 100g, chúng ta chỉ lấy 40g thôi, 40g tươi như thế này, khô thì 15g, khô thì 15g, tươi thì 40g, bỏ vào nồi và đổ cho Hải á, là 700ml nước, 1 lít nó có 1000ml, chúng ta đổ 700 và sắc lại còn 300ml và chia làm 2-3 lần uống trong ngày, uống sau khi ăn 5-10 phút thì nó sẽ giúp cô bác chị mình hỗ trợ điều trị bạch đới khí hư huyết trắng của chị em phụ nữ đó. Còn khi mà chúng ta muốn điều trị về chúng ta bị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, đau nhức mỏi gối thì chúng ta có thể nấu trà cái cây này chúng ta uống bằng cách là chúng ta lấy một nhúm trà như thế này, nhúm khô ha, phơi khô hoặc là tươi cũng được, nhúm như thế này, nếu khô thì nhúm, còn nếu tươi thì lấy cho Hải 15-20g bỏ vào nồi, đổ cho Hải 1.5 lít nước, nấu sẽ lại cho Hải còn 1 lít nước và chia đều uống trong ngày, đó là hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Nhưng mà Hải cũng đã từng lưu ý của bạn chị mình rồi, những người nào mà huyết áp thấp này đó, hoa của nó của bạn chị mình thấy tím không, những người nào mà huyết áp thấp ha, hoặc là hay bị tiêu chảy ha, đâu, bị khó tiêu sình bụng ha, thì chúng ta không sử dụng ha, phụ nữ có thai không sử dụng được luôn đó. Rồi khi mà chúng ta bị viêm đường tiết niệu ha, viêm đường tiết niệu thì của bạn chị mình có thể là lấy 40g tươi của lá và đọt cây đu chuột này, cộng với lại kim ngân hoa là cái này. Kim ngân hoa thì là cái hoa của cái dây kim ngân đó của bác chị mình. Của bác chị mình lấy cho Hải là 10g khô. Đây, kim ngân hoa đây. Hãy chia cho của bác chị mình xem luôn. Đây, hoa đây. Kim ngân hoa đây. Cái dây này là dây kim ngân. Còn cái hoa đây, hoa của nó đây. Đó, cái hoa này gọi là hoa của dây kim ngân, người ta gọi là kim ngân hoa. Đó, sử dụng là nếu nhà chúng ta có sử dụng những cái búp này thôi, những cái nở ra thì chúng ta không sử dụng đó, khi nó nở lâu ngày, lâu ban chiều thì có màu vàng như thế này đây đó, đây màu vàng này, nó nở lâu nó sẽ trở thành màu vàng đó. Nó mới nở thì nó sẽ màu trắng như thế này. 10g kim ngân hoa và rau mã đề Hải cũng chia sẻ nhiều lần cho quý của anh chị mình rồi đó. Rau mã đề thì của anh chị mình lấy cho Hải 30g khô, kim ngân hoa 10g khô. Đó, dây bồng bông thì trị hỗ trợ điều trị sỏi thận, hay đã chia sẻ rồi, dây bồng bông lấy cho Hải 30g luôn. Bốn thứ này của anh chị mình bỏ vào nồi đó và cho Hải vào 2 lít nước, nấu sát lại còn 1.5 lít nước, chia đều uống trong ngày, đó là bài thuốc trị viêm đường tiết niệu, trị buốt tiểu gắt cho cô bác chị mình đó. Còn hồi nãy Hải đã chia sẻ của anh chị mình là nó trị tiểu đường và cao huyết áp, thì sáng ra chúng ta có thể lấy 3-5 lá này, tùy theo lá lớn nhỏ và tùy theo bệnh nặng nhẹ, nhai nuốt nước từ từ, hoặc chúng ta có thể là lấy ngọn và lá đuôi chuột này nè đó, 30g. Cô bác anh chị mình có thể là nấu thay nước uống hàng ngày bằng cách là đổ vào nồi đã có 30g đến 40g tươi từ đọt và lá của cây đuôi chuột này, nếu khô thì 10-15g, đổ 2 lít nước, nấu sắc lại còn 2.5 lít nước và chia đều rồi uống trong ngày, như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về tiểu đường và cao huyết áp cho cô bác chị mình. Và cuối cùng Hải xin lưu ý lại một lần nữa, đó là người thấp huyết áp sử dụng không được, người cơ thể lạnh sử dụng không được, phụ nữ có thai không sử dụng được, bởi vì tính vị của nó là vị đắng và tính mát đó, cho nên phụ nữ có thai không sử dụng được, người bị lạnh mà uống mát vào nữa thì không được ha. Rồi thì đó là một cái số thông tin mà Hải hôm nay muốn chia sẻ kỹ lại cho cô bác chị mình về cây mạch lạc này, hay còn gọi là cây đuôi chuột, cây roi ngựa hoặc cây đuôi lương. Đây là một loại cây thuộc họ cỏ roi ngựa, cho nên người ta gọi nó là cây roi ngựa, cũng đúng thôi. Rồi, cũng đã xong. Loại này thì Hải xin nhắc lại, muốn có thì đi tìm, hoặc ở chúng ta không có thì tìm mua ở trên mạng, cũng rẻ lắm, không sao hết, trồng một lần và sử dụng lâu dài. Hải thì Hải không cung cấp dược liệu, Hải chỉ chia sẻ cái cách sử dụng và bài thuốc dân gian được dùng trong phạm vi nhân dân để cho các bác chị mình tham khảo thôi. Rồi, thì cũng đã xong.
Thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý quán chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hải xin chúc quý quán chị mình luôn luôn khỏe mạnh và luôn an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý quán chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.